5 phút kể chuyện tuổi thần tiên, nhà xuất bản Kim Đồng. Bài kiểm tra công chúa. Một ngày nọ, ở trường dự bị hoàng gia, các bà tiên hoa cỏ, muông thú và thời tiết cùng bay tới lớp khiêu vũ của Sophia. Các công chúa, xin hãy chú ý. Bà tiên hoa cỏ lên tiếng. Hôm nay ta không học khiêu vũ, các cháu sẽ ôn tập để chuẩn bị cho một bài kiểm tra rất quan trọng. Đó là bài kiểm tra tư cách công chúa. Bà tiên thời tiết dõng dạc tuyên bố. Đây chính là cơ hội để các cháu thể hiện tất cả những gì đã học để làm một công chúa thực thụ. Bà tiên muông thú giải thích. Tất cả ư? Công chúa run thốt lên. Nhưng chúng cháu học nhiều thứ lắm. Bài kiểm tra sẽ diễn ra trong hội trường lớn, ngay sau giờ học. Chúc may mắn, các công chúa. Bà tiên muông thú nói trước khi cả ba biến mất. Các cô gái vội kéo tới thư viện ôn bài ngay, chuẩn bị kiểm tra. Bà thủ thư Higgins giúp bọn họ tìm các cuốn sách để tham khảo. Bà không quên chúc họ may mắn. Sophia bắt đầu lo lắng. Mình mới làm công chúa chưa được bao lâu, có nhiều thứ mình đã biết gì đâu. Em chỉ cần giữ cho xiêm áo lúc nào cũng lộng lẫy như chị đây này là sẽ ổn cả thôi. Amber trấn an Sophia. Đó là điều quan trọng nhất khi là một công chúa. Còn công chúa Hildegard xòe mở chiếc quạt đang cầm trên tay. Chắc chắn em biết cách phẩy quạt. Ấy là một điều bắt buộc. Sophia hy vọng mình có thể nhớ được tất cả những gì cô đã học để là một công chúa từ bấy nay. Sắp đến giờ kiểm tra rồi còn đâu. Mọi người cứ đi trước đi. Sophia nói trong khi các nàng công chúa khác bắt đầu tiến về phía hội trường lớn. Em muốn sửa soạn lại váy áo cho thật tươm tất đã. Trên đường, các công chúa đi ngang qua chỗ bà Higgins. Công chúa Amber, bà cất tiếng gọi. Công chúa giúp tôi một tay được không? Cháu cũng muốn giúp lắm, Amber đáp. Nhưng sắp đến giờ kiểm tra rồi bác ơi. Ta hiểu rồi, bà Higgins nói. Bà lại nhờ June và Hildegard giúp đỡ. Nhưng cả hai cũng xin bà thứ lỗi rồi vội vã bỏ đi. Cuối cùng, khi Sophia đi ngang qua, cô dừng lại hỏi. Có chuyện gì vậy bác Higgins? Ôi, cảm ơn công chúa đã nán lại. Bà thủ thư thốt lên. Tôi phải mang những quyển sách này về nhà. Nhưng xe cút kít bị hỏng, một mình tôi làm sao bê xuể. Công chúa giúp tôi một tay được không? Nhà tôi không xa lắm, rồi xuống đường tẹo thôi. Dạ. Sophia đưa mắt nhìn về phía hội trường lớn, băn khoăn không biết phải làm sao. Nhưng rồi cô đáp. Được ạ. Sophia nhìn thấy một cái cây đổ đang chắn ngang qua cây cầu dẫn tới nhà bà Higgins. Giờ ta làm thế nào tới được nhà bác đây? Ồ, có một đường khác, nhưng sẽ phải đi xa hơn một chút. Sophia nghẹn lời. Xa hơn cả. Nhưng thế thì cháu sẽ muộn giờ kiểm tra mất. Công chúa phải quay về ngay. Tôi hiểu mà. Thế cũng được, bà Higgins nói. Sophia nghĩ ngợi. Nhưng rồi cô bé lắc đầu. Cháu không thể để bác một mình mang cả đống sách này được. Bác dẫn đường đi ạ. Đi được một lúc thì họ rẽ vào một con đường hẹp nằm giữa hai tảng đá lớn. Mời công chúa đi trước, bà Higgins đề nghị. Sophia bước tới, nhưng rồi cô khựng lại. Cháu xin lỗi, cô nói. Một công chúa mẫu mực sẽ nói mời bác đi trước. Bà Higgins mỉm cười. Cháu là một công chúa mẫu mực mà.
Vốn cháu sinh ra đâu phải là công chúa. Sophia thở dài. Đôi khi cháu cảm thấy như thế, sẽ luôn phải cố gắng chứng tỏ mình xứng đáng là công chúa. Bà Higgins nhún vai. Sophia, từ những gì tôi được chứng kiến, cháu quả là một công chúa tuyệt vời. Lát sau, Sophia và bác Higgins đi tới một con suối. Không có cầu để đi qua hả bác? Sophia hỏi. Bà Higgins cười khúc khích. Ôi, không cần đâu. Ta có thể dẫm lên những hòn đá này để qua suối. Sophia nghe thấy tiếng chuông lớp học vẳng lại từ đằng xa. Giờ kiểm tra bắt đầu rồi, phải nhanh lên mới được. Sophia theo sau bà Higgins bước lên những hòn đá trơn nhẫy. Trong khi cố gắng giữ thăng bằng, cô bé tuột tay đánh rơi quả xuống nước. Ôi không! Sophia thảng thốt. Hildegard nói rằng cách đưa quạt là phần rất quan trọng trong bài kiểm tra. Giờ đã đánh mất quạt, lại còn đến muộn nữa. Mình phải làm thế nào đây? Bà Higgins lại gợi ý Sophia nên quay về trường. Nhưng cô biết rõ là mấy cuốn sách quá nặng, một người không thể nào mang hết được. Cháu sẽ không quay lại cho tới khi chúng ta tới được nhà bác. Sophia quả quyết. Và lại, váy áo của cháu vẫn tinh tươm. Chị cháu bảo đấy mới là phần quan trọng nhất của bài kiểm tra. Bà Higgins chỉ tay về phía trước. Kìa, qua dạng cây kìa là đến nhà tôi rồi. Nhưng để tới nơi, cả hai phải đi qua một vũng bùn. Sophia nâng vạt váy lên cao để khỏi lấm bẩn. Hiếm một nỗi, bùn trơn như đồ mỡ. Được nửa chừng, bà Higgins trượt chân ngã nhào. Sophia cố đỡ bà, nhưng cô bé cũng trượt ngã theo. Ôi thôi, thế là váy áo dính đầy bùn bẩn. Tôi rất xin lỗi, công chúa Sophia. Bà Higgins nói khi họ tới cửa nhà. Nhưng không có công chúa, làm sao tôi về được đến nhà nổi? Cảm ơn cháu. Sophia mỉm cười. Rất sẵn lòng, có lẽ cháu đã lỡ mất bài kiểm tra. Nhưng thế này cũng đáng mà. Bà Higgins nháy mắt tinh nghịch. Công chúa chớ vội bỏ thi, đi lối này nào. Bà Higgins dẫn Sophia vào trong nhà. Ô kìa, nó đã biến thành hội trường lớn của trường dự bị hoàng gia từ lúc nào? Tất cả các nàng công chúa khác đều đang ở đó, cùng bà tiên hoa cỏ và bà tiên thời tiết. Sophia! Amber thoảng thốt. Em ở đâu ra thế? Mà váy áo sao lấm lem thế kia? Sophia bối rối quá, nhất là khi cô nhìn thấy một bác Higgins thứ hai đang đứng ở gần đó. Bác Higgins thứ nhất rút một cây đũa thần ra và biến trở lại thành bà tiên muông thú. Ta đã dùng phép thuật để biến hình cho giống bà Higgins, bà tiên muông thú giải thích. Đây chính là một phần của bài kiểm tra hôm nay. Một trong những điều quan trọng nhất khi làm công chúa là phải có lòng tốt. Một công chúa thực thụ luôn chia tay với người cần giúp đỡ. Bác Higgins thật gật đầu hưởng ứng. Kể cả khi các cháu phải từ bỏ thứ gì đó quan trọng nhất với mình. Amber và các công chúa khác đều hoàn thành nốt bài kiểm tra. Bà tiên trao cho mỗi nàng một ngôi sao bạc lấp lánh. Nhưng Sophia là người duy nhất nán lại để giúp bà Higgins. Vì thế cô bé được tặng chiếc cúp vàng đặc biệt. Chị mượn được không? Amber hồ hởi ngỏ lời. Tất nhiên rồi ạ. Sophia tươi cười đáp lại. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bé ơi, các bé thấy câu chuyện hôm nay có hay không nào? Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện sau. Chúng mình sẽ cùng giở sách và phiêu lưu vào thế giới cổ tích kỳ ảo nữa nhé.